Những ngày qua, người dân xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vẫn bất chấp hiểm nguy, vội vã hái cà phê non để bán ngay trên vùng sạt lở và nứt đất nghiêm trọng xảy ra tại địa phương. Chứng kiến những hình ảnh mạo hiểm này, nhiều người đã tỏ ra đồng cảm vì bao nhiêu tài sản của bà con bỗng dưng sụp đổ. Chỉ sau một tuần sạt lở và nứt đất, 20 ha cà phê hoa màu các loại của người dân bị vùi lấp. Những vườn cà phê nằm cạnh nơi sạt thì đất bị nứt thoát ra thành những rãnh sâu, miệng rãnh rộng từ 0,2 cm đến 1 m. Nơi xảy ra vụ sạt nứt đất đỉnh đồi đã thành một thung lũng, đất mặt trồng cà phê bị lúng xuống theo hình yên ngựa. Mỗi ký cà phê còn đang xanh, bà con bán vội chỉ với giá 6.000 đồng. Nếu không tranh thủ thu hoạch, có khả năng sẽ mất trắng vì việc sạt lở và nứt đất tại đây chưa có dấu hiệu dừng lại.